Chào mừng các bạn đến với ngành thiết kế công nghiệp, khoa mỹ thuật công nghiệp, trường Đại học Văn Lang. Mình chọn ngành thiết kế công nghiệp là vì mình thấy rằng ngành thiết kế công nghiệp kiến tạo ra thế giới tốt đẹp và nó hoàn thiện hơn, tạo ra sản phẩm mới tốt hơn, thẩm mỹ tốt hơn để phù hợp với người tiêu dùng. Khi mà mình học ngành thiết kế công nghiệp thì cái điều mà mình cảm thấy thích thú nhất đó là mình tự thiết kế ra cái sản phẩm mà mình mong muốn, và từ cái bản thiết kế đó mình chính tay mình là người thực hiện cái mẫu mã. Mình đã từng làm đồ án gốm, đồ án đồ chơi trẻ em, đồ án nội thất, đồ án nhựa, và tất cả những đồ án đó đều đang ở trong phòng mình và mình có thể sử dụng nó hàng ngày. Các bạn có hai giai đoạn học tập chính. Giai đoạn thứ nhất sẽ là giai đoạn học tập cơ bản tạo hình mỹ thuật như là trang trí, điêu khắc và phương pháp sáng tạo. Giai đoạn 2 trang bị các kiến thức cơ bản của chuyên ngành, các kỹ năng để các bạn có thể vẽ máy thật tốt. Chúng ta có nhiều đồ án để các bạn theo đuổi và biết cái khả năng của mình thích hợp với những ngành nghề nào. Về chất liệu, chúng ta có những đồ án nhựa, đồ án thủy tinh, đồ án sản phẩm nội thất bằng gỗ, đồ án đồ chơi, đồ án kim khí điện máy, đồ án phương tiện giao thông. Sinh viên đều rất yêu thích, đó là đồ án trang sức. Đây cũng là một nhánh ngành mới của ngành thiết kế công nghiệp trường Đại học Văn Lang trong tương lai. Trọng tâm thì chúng tôi là phải phát triển cái phần ứng dụng. Sinh viên phải hòa nhập được với thực tế. Ví dụ như làm đồ án gốm sứ thì các em đến hẳn những xưởng gốm sứ, các em tham gia với các nghệ nhân lên một sản phẩm không thể nào một cách tưởng tượng được nếu mà chỉ có trình bày trên bản vẽ. Ý tưởng làm trong đồ án kia này của mình là hình tượng của tổ chim. Sau cái quá trình hình thành về ý tưởng, hình dáng, chia tỷ lệ cũng như bố cục thì bắt đầu mình ra Huế, mình tới tận nơi mà của Trúc Chỉ đã được khai sinh ra để mình tìm hiểu về Trúc Chỉ, cũng như là mình được chính tay mình làm những cái sản phẩm của mình và tìm hiểu cặn kẽ hơn về Trúc Chỉ. Lúc mình bắt đầu đăng ký vô trường, mình nghĩ là chỉ cần có thể vẽ và làm được. Mình cũng không nghĩ là ngành học sẽ rất là khó khăn và gian nan, phải trải qua rất là nhiều giai đoạn học. Lúc mà mình đăng ký và được sự hướng dẫn của các anh chị khóa trên, mình hiểu rõ hơn và cảm thấy yêu thích. Đầu tiên chúng ta có thể là một nhà thiết kế sản phẩm, chuyên viên tư vấn để phát triển sản phẩm, thành giám đốc sáng tạo, chuyên viên tư vấn sáng tạo và trình bày sản phẩm. Các bạn cũng có thể làm giảng dạy trong những lĩnh vực liên quan đến thiết kế và mỹ thuật. Sinh viên ngành thiết kế công nghiệp trường Đại học Văn Lang là nguồn tuyển dụng cho những cái đơn vị thân thuộc, những cái doanh nghiệp mà chúng tôi có mối quan hệ gắn bó, như là tập đoàn Thiên Long, công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận, công ty trang sức Sài Gòn, công ty Trường Hải Ô tô, nhựa Duy Tân, nhựa Đại Đồng Tiến, mắt kính Việt, gốm sứ Thiên Thanh và công ty Đồng Tâm. Trong những năm vừa rồi như năm 2016 và năm 2017 thì chúng tôi đẩy mạnh sang các cái trường, ví dụ như ở khu vực châu Á như Thái Lan, trường Phô Trang hay là trường Hàn Đông. Còn trước đây thì chúng tôi có liên kết với trường Beckman ở Thụy Điển, hay là có trường Quế Lâm, trường Quảng Châu và rất nhiều trường khác. Thời gian vừa rồi thì chúng tôi có liên kết với trường Hàn Đông, là một trong những trường design rất là nổi tiếng ở tại Hàn Quốc. Một trong những điều kiện mà tôi nghĩ rằng là cần phải nghĩ là đây là sự quan trọng và buộc phải làm, đó là sự hợp tác quốc tế. Chúng ta muốn đào tạo cho sinh viên mang tính công dân toàn cầu thì phải có sự hội nhập. Trường Văn Lang đang nỗ lực, khoa mỹ thuật đang thực hiện những cái bước sắp tới.